Thanh Hùng For Soul đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Đối với những ai theo dõi ngoại hạng Anh từ những năm 2010, thì có lẽ Thomas Vermaelen là một miền ký ức không thể nào quên. Trung vệ người Bỉ từng được mệnh danh là hòn đá tảng trong suốt giai đoạn thăng hoa nhất của Anh dưới vỏ Arsenal. Vermaelen là một bậc thầy không chiến, một mẫu trung vệ độc tình huống tuyệt vời, một cầu thủ phong ngự nhưng có khả năng ghi bàn thượng hạng, và cùng với đó là tư chất lãnh đạo khó ai bì kịp ở Emirates. Tuy là một tài năng lớn của bóng đá Bỉ, nhưng sự nghiệp của Thomas Vermaelen cũng lắm thăng trầm. Có lúc anh được xem là một trong những trung vệ hay nhất thế giới, nhưng cũng có thời điểm cầu thủ sinh năm 85 phải thường xuyên làm bạn với cái dự bị do suy giảm phong độ hoặc gặp chấn thương. Ngày 21 tháng 1 năm 2022, Thomas Vermaelen chính thức treo giày ở tuổi 36 trong áo của Vissel Kobe, khép lại gần 18 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Sau đây, hãy cùng cảm sâu ngược dòng thời gian để đến với tất tần tật về sự nghiệp của kẻ hủy diệt Thomas Vermaelen. Thời niên thiếu của một tài năng. Vermaelen sinh ngày 14 tháng 11 năm 1985 tại Antwerp, Vương quốc Bỉ. Ngay từ nhỏ, Vermaelen đã bộc lộ tình yêu với trái bóng tròn và sớm được gia nhập lò đào tạo của đội bóng quê nhà Gimeno Ekeren khi chỉ mới 6 tuổi. Sau nhiều năm ăn tập, Thomas Vermaelen nổi lên như một trong những học viên xuất sắc nhất của lò đào tạo. Tài năng của Thomas Vermaelen dần vươn ra khỏi biên chế Bỉ và đánh rộng đến đất nước láng giềng Hà Lan, nơi có những nhà tuyển trạch hàng đầu của lò Amsterdam rất ít khi bỏ sót những tài năng sáng giá. Vermaelen cũng không là ngoại lệ, anh nhanh chóng được chiêu mộ vào lò của Ajax và chính thức gia nhập đội bóng này vào năm 2000. Đây cũng chính là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Thomas Vermaelen, là bệ phóng nâng tầm anh từ một mầm non triển vọng trở thành một ngôi sao có tiếng tăm. Những năm tháng chơi chuyên nghiệp đầu tiên. Ngày 15 tháng 2 năm 2004, Thomas Vermaelen có trận đấu ra mắt chuyên nghiệp trong chiến thắng 2-0 của Ajax trước Volendam trên sân khách. Sau đó, Vermaelen trải qua giai đoạn thi đấu dưới dạng cho mượn trong mùa một câu lạc bộ Hà Lan khác là RKC Van Vick trong một mùa giải. Năm 2005, trung vệ người Bỉ trở lại Ajax. Anh chơi ngày càng chững chạc và tiến bộ, nên cũng dần chiếm được một vị trí chính thức ở hàng phòng ngự của Ajax. Cũng trong mùa giải 2005-2006, Thomas Vermaelen cùng với Ajax giành siêu cúp và cúp quốc gia Hà Lan. Ngoài ra, màn trình diễn ấn tượng của trung vệ sinh năm 85 cũng giúp anh có vinh dự lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia vào năm 2006. Đến mùa 2006-2007, Vermaelen tiếp tục gặt hái thành công bằng việc giành thêm một danh hiệu cúp quốc gia cũng như siêu cúp Hà Lan lần thứ hai liên tiếp. Suốt những năm tháng thanh xuân tại Ajax, Thomas Vermaelen tạo được mối dây liên kết bền chặt với John Heitinga, và sau đó là người đồng hương cũng là đồng đội trên tuyển van sau này, Jan Vertonghen, sau khi Heitinga chia tay Ajax chuyển đến Atletico. Sau sự ra đi của Klaas Jan Huntela vào kỳ chủ nhiệm mùa đông 2009, Vermaelen đã nhận trọng trách đeo băng đội trưởng của Ajax trong nửa sau mùa giải đó. Thăng hoa trên đất Anh. Sự tỏa sáng của Thomas Vermaelen dưới màu áo Ajax đã biến anh trở thành một món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2009. Thế nhưng, Arsene Wenger với nỗ lực gia cố hàng phòng ngự của mình đã mang về Emirates. Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Thomas Vermaelen chính thức đầu quân cho pháo thủ. Mức phí để Arsenal có được anh là 10 triệu euro, có thể tăng lên 12 triệu euro nếu như trung vệ này chơi tốt. Tại phía Bắc London, Vermaelen được trao chiếc áo số 5, số áo vốn dịch trước đó thuộc về câu lạc bộ Touré. Tuy nhiên, Touré đã chuyển đến Manchester City trong năm đó. Do sự ra đi của Touré, trung vệ người Bỉ và người đồng đội William Gallas được Arsene Wenger quy hoạch trở thành một cặp trung vệ chính thức của Arsenal. Ngày 15 tháng 8 năm 2009, Thomas Vermaelen có trận ra mắt Arsenal trong chiến thắng 6-1 trước Everton. Đây cũng là trận đấu đánh dấu bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này cho pháo thủ. Anh ghi bàn phút 37, trở thành cầu thủ Arsenal thứ 84 ghi bàn ngay trong trận ra mắt. Khả năng tham gia tấn công ấn tượng của Thomas Vermaelen tiếp tục được thể hiện khi anh lập một cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Wigan. Hàng phòng ngự của Arsenal khi đó có Vermaelen trở nên rất khó bị xuyên phá. Trung vệ người Bỉ cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng của Wenger và đủ khả năng khóa lấp khoảng trống mà Claude Touré để lại. Trên trang chủ Arsenal, các Gunners bình chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất đội 2 tháng liên tiếp, và họ cũng bắt đầu gọi Vermaelen với biệt danh trìu mến, kẻ hủy diệt. Vermaelen cùng Arsenal kết thúc mùa 2009-2010 với vị trí thứ 3 Premier League và lọt vào tứ kết Champions League, ghi được 8 bàn thắng sau 45 trận đấu, thành tích ấn tượng của một trung vệ. Ngoài ra, Vermaelen cũng vinh dự được PFA đưa vào đội hình tiêu biểu của năm.
đến mùa 2010-2011, các chấn thương bắt đầu ảnh hưởng đến phong độ của Vermaelen. Nghiêm trọng nhất là chấn thương gót chân anh gặp phải trong quá trình triệu tập đội tuyển Bỉ, khiến anh phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Ngày 17 tháng 3 năm 2011, Thomas Vermaelen lại gặp một chấn thương mới và Arsene Wenger đã xác nhận rất có thể anh sẽ phải bỏ lỡ phần còn lại của cả mùa giải. Phải đến ngày 15 tháng 5 năm 2011, trung vệ người Bỉ mới thực sự trở lại và chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thua 1-2 trước Aston Villa. Nhìn chung, đây là mùa giải đáng quên với cá nhân Vermaelen khi anh chỉ ra sân đúng 5 lần cho Arsenal. Thời gian còn lại, anh phải làm bạn với giường bệnh. Arsenal năm đó kết thúc Premier League ở vị trí thứ 3 và sớm bị loại ở vòng 16 đội Champions League. Mùa 2011-2012, đội trưởng Cesc Fabregas chia tay Arsenal. Robin van Persie chính thức nhận chiếc bàn thủ quân và Thomas Vermaelen cũng được bầu làm đội phó. Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Vermaelen bắt đầu tiến trình điều trị dứt điểm chấn thương gót chân, nên phải nghỉ đến 6 tuần. Tuy Vermaelen phải liên tục ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng Arsene Wenger vẫn rất tin tưởng vào trung vệ sinh năm 85 và luôn kỳ vọng anh sẽ trở lại phong độ cao nhất. Ngày 18 tháng 10 năm 2011, Thomas Vermaelen gian hợp đồng với Arsenal đến năm 2015 để khẳng định tương lai lâu dài của mình tại Emirates. Anh chính thức bình phục và trở lại đội hình xuất phát của Arsenal trong chiến thắng trước Bolton ở vòng 4 League Cup. Nhưng một lần nữa, các cổ động viên lại không khỏi lo lắng khi Vermaelen phải nhăn nhó với chiếc bắp chân của mình vào thời điểm cuối trận. Tuy vậy, để đội bóng không phải bận tâm, Vermaelen chỉ bảo mình bị đau nhẹ trong buổi phỏng vấn sau trận. Thời gian sau đó, phong độ của Vermaelen dần ổn định hơn. Anh bắt đầu bắt nhịp được với người đồng đội cùng trang lứa, Laurent Koscielny. Cả hai kết hợp trở thành một bức tường vững chãi trước khung thành của Arsenal. Ngoài ra, những bàn thắng của Vermaelen cũng xuất hiện trở lại với tần suất nhiều hơn. Trong 6 bàn mà anh ghi được mùa giải đó, đáng nhớ nhất có lẽ là cú bắt vô lê tuyệt đẹp ấn định chiến thắng ở những phút cuối cùng trước Newcastle. Đó là tình huống mà Vermaelen đã bứt tốc một đoạn rất dài trước khi đón được chuyền như đạt của Theo Walcott để thực hiện pha ra chân hoàn hảo. Mùa đó, anh cùng với các đồng đội của mình kết thúc Premier League ở vị trí thứ 3. Tấm bằng thủ quân và hoàng hôn ở phía bắc London. Tháng 8 năm 2012, Thomas Vermaelen được bổ nhiệm làm thủ quân mới của Arsenal sau khi Van Persie chuyển đến Man United. Mặc dù vậy, tấm bằng thủ quân này dường như tạo một áp lực vô hình khiến Vermaelen đánh mất phong độ và thường xuyên chơi không tốt, nhất là trong hai cuộc đối đầu gặp Manchester City và Liverpool trong giai đoạn lượt về. Màn trình diễn thảm hại của thủ quân người Bỉ buộc Arsene Wenger phải cất anh lên ghế dự bị trong trận lượt về quan trọng thuộc vòng 16 đội Champions League trước Bayern Munich. Ở trận đấu đó, mặc dù không thể giành vé đi tiếp do loạt bàn thắng sân khách, nhưng Arsenal đã giành chiến thắng oanh liệt 2-0 trước Bayern ngay tại Allianz Arena. Và cũng từ đây, Vermaelen dần đánh mất vị trí chính thức vào tay Per Mertesacker, người đã chơi xuất sắc trong vai trò đóng thế anh ở trận đấu tại Munich. Một lần nữa, Arsenal lại hoàn thành mùa giải của mình với một vị trí trong top 4. Đến mùa 23-24, số lần ra sân của Vermaelen cũng dần ít đi, và nếu có thì cũng chủ yếu là từ ghế dự bị. Nhiều người cho rằng đó là dấu hiệu của sự kết thúc trong hành trình của trung vệ người Bỉ tại Emirates. Thomas Vermaelen trở thành cái bóng của chính mình và không thể nào tìm lại phong độ đỉnh cao trước kia. Nhưng ngang ngửa phần nào cho Vermaelen khi trong mùa giải cuối cùng khoác áo Arsenal, anh cũng có được danh hiệu đầu tiên của mình bằng chiếc vô địch FA Cup sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Hull City, mặc dù Vermaelen không được chơi một phút nào. Cuối mùa 2013-2014, Vermaelen chính thức nói lời chia tay Arsenal để đầu quân cho Barcelona. Vermaelen chơi tổng cộng 150 trận đấu cho Arsenal sau 5 mùa giải, để lại 15 bàn thắng. Nhiều danh hiệu nhưng không thật sự hạnh phúc. Ngày 9 tháng 8 năm 2014, Thomas Vermaelen gia nhập Barcelona với giá 15 triệu bảng, cùng với ba hợp đồng 5 năm. Tuy nhiên ngay sau khi là người của Barca, các chấn thương lại bủa vây trung vệ người Bỉ, nhất là việc tái phát chấn thương gân kheo, khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Phải mãi đến ngày 23 tháng 5 năm 2015, Vermaelen mới có trận đấu ra mắt trong mùa áo Barcelona ở vòng đấu cuối cùng của La Liga, mùa 24-25. Tuy không thi đấu một phút nào cho Barca ở Champions League năm đó, nhưng Vermaelen vẫn được nhận huy chương vô địch trong trận chung kết ở Berlin. Nhiều người đã dè biểu hành động này của trung vệ người Bỉ. Đến mùa 25-26, Vermaelen giảm bớt được tần suất chấn thương, thế nhưng anh cũng rất khó chen chân vào đội hình xuất phát. Vermaelen kết thúc mùa giải với cú đúp danh hiệu La Liga Cúp Nhà Vua. Sau mùa 26-27 chơi mượn tại Roma nhưng không để lại nhiều dấu ấn, Vermaelen trở về Barca ở mùa 27-28. Đây cũng là mùa bóng mà ở giai đoạn đầu, người ta đã nghĩ trung vệ người Bỉ bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh,
khi anh đã chính 7 trên 8 trận liên tiếp chậm Barca. Thế nhưng một lần nữa, chiến thương lại ập tới và cướp mất cơ hội của trung vệ này. Barca tiếp tục kết thúc mùa với cú đúp quốc nội La Liga, cúp nhà vua. Đến mùa 2018-2019, Thomas Vermaelen gần như bị loại khỏi kế hoạch của Ernesto Valverde khi chỉ có 12 lần ra sân trong mọi đấu trường. Anh chia tay Barcelona khi mùa giải kết thúc và có thêm cho mình một La Liga. Sau 5 mùa chơi tại Camp Nou, Vermaelen có 53 trận đấu và giành tổng cộng 11 danh hiệu. Đoạn kết tại xứ sở Hoa Anh Đào. Tháng 7 năm 2019, Thomas Vermaelen gia nhập Vissel Kobe. Ở đây, anh tái hợp cùng người đồng đội cũ trong màu áo Arsenal là Lucas Podolski và người đồng đội ở Barcelona là Andres Iniesta. Trong khoảng thời gian chơi trên đất Nhật, trung vệ người Bỉ giành được cúp hoàng đế và siêu cúp Nhật Bản. Ngày 21 tháng 1 năm 2022, Vermaelen treo giày ở tuổi 36, kết thúc một sự nghiệp của trung vệ tài năng nhưng bị chấn thương hành hạ. Sau khi giải nghệ, Thomas Vermaelen đảm nhận vị trí trợ lý huấn luyện viên cho Roberto Martinez trên đội tuyển Bỉ. Tại đội tuyển quốc gia, Vermaelen có trận đấu ra mắt vào tháng 3 năm 2006 trong trận gặp Colombia. Ngày 8 tháng 10 năm 2009, anh trở thành đội trưởng của tuyển Bỉ khi chỉ mới 23 tuổi. Tuy nhiên trong khoảng thời gian Vermaelen còn duy trì được phong độ, Bỉ chơi không tốt ở các giải đấu của họ. Đến khi thế hệ vàng của bóng đá Bỉ xuất hiện thì cũng là lúc mà Vermaelen sa sút vì những chấn thương, trước khi giãn từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2019. Vừa rồi là tất tần tật sự nghiệp của Thomas Vermaelen, một trong những trung vệ thép của ngoại hạng Anh một thời, một phần ký ức của các Gunners chân chính. Xin chào tạm biệt, Verminator, kẻ hủy diệt thành luận đồn.